Vâng, và chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Mario. Thì quay trở lại kênh của em có giới thiệu bác một cái thiết bị thu phát không dây nữa. Bình thường thì em vẫn review cho các bác những sản phẩm cục thu Bluetooth, nhưng mà đây là một sản phẩm thu phát không dây có tính năng streaming music. Tức là nó ngoài cái việc mà thu phát Bluetooth ra, nó có thêm một tính năng nữa, đó là gì? Có khả năng chơi qua AirPlay. Đặc biệt là gì? Nó còn có khả năng chơi qua cả app ứng dụng, một cái ứng dụng có tên là Wim Audio nữa. Và sản phẩm này thì vừa có tính năng chơi music này, có vừa khả năng thu phát Bluetooth này, vừa có khả năng chơi AirPlay này, và vừa có app điều khiển này. Và mức giá chỉ có 2 triệu 6 các bạn. Các bạn không nghe nhầm, nó chỉ có 2 triệu 6 thôi, nhưng mà các bạn đã có sở hữu được những tính năng rất xịn sò thế rồi. Và đặc biệt là những tính năng này đều phải được Apple cho phép thì mới có thể sử dụng được. Đây là một sản phẩm, một thương hiệu được hợp tác với Apple để ra những sản phẩm này. Nó có thể hỗ trợ các nền tảng nhạc số như là chơi stream các nền tảng nhạc số như là Spotify này, Tidal này, Cubase này, TuneIn này, rồi SoundCloud vân vân, và đều qua AirPlay và đạt chuẩn, một cái chuẩn gọi là chuẩn Hi-Res Audio. Đây là chuẩn chuẩn riêng cho nhạc số mà do Sony họ cung cấp đấy. Thì ok, ngay sau đây em sẽ unbox và trải nghiệm ngay sản phẩm này. Đây là một thiết bị gọi là, có thể gọi là cục thu phát Bluetooth nhiều công nghệ nhất và xịn sò nhất em đã từng review, và mức giá cũng nghĩ em nghĩ là nó phải gọi là quá hời hợp lý cho thị trường. Một sản phẩm new chính hãng được nhập khẩu về Việt Nam, có COCQ đầy đủ. Bên cạnh đây các bạn sẽ có là một cái phụ kiện bao gồm một cái quyển sách hướng dẫn này của Win này. Đây ở bên trong các bạn sẽ có là một cục thu Bluetooth không dây, nhưng mà lại có cái tính năng rất đặc biệt, đó là có khả năng chơi qua AirPlay này, tức là tính năng stream, cũng như là có app điều khiển. Nhìn vào đây các bạn có thể nhìn thấy, em sẽ đưa lại gần cho các bác quan sát. Sẽ có những ngõ kết nối như là AUX in này, tức là đây là đường đầu vào đấy, và sẽ có thêm là đường AUX out. Đường đầu vào này thì các bác có thể cắm một số cái thiết bị như máy tính vào đây, và out ra, AUX out này, một cái đường nguồn bằng Type-C này, một đường quang out, đường này để xuất số âm ly. Thì ví dụ như cái âm ly ở đây của em không có âm ly nghe nhạc ở đây, nó không có cái khả năng chơi Bluetooth, hay là nó không có khả năng chơi qua stream nhạc qua app, thì chúng ta có thể sử dụng thiết bị như vậy để điều khiển trên các cái nền tảng nhạc số. Và đặc biệt là gì, nó còn sở hữu một con chip DAC xử lý tín hiệu 24 bit 192kHz, xử lý rất nhiều các tín hiệu nhạc số như là AAI rồi FLAC, IKMA vân vân đấy, rồi nhiều rất nhiều nhạc số. Ngoài ra ấy, thì cái sản phẩm này ấy, nó còn có trang bị thêm một con khả năng truyền phát tín hiệu Bluetooth là 5.3, cho phép bác truyền tín hiệu với tốc độ cao nhất và dung lượng lớn nhất gần như bây giờ. Phụ kiện thì sẽ bao gồm là một dây quang này để bác sử dụng này, một chấu dây nguồn này, ở đây là một sợi dây dây nguồn nữa để cắm cho cái cục này, và một sợi dây 3.5 để ra AV để nối số âm ly đó. Ngay sau đây em sẽ cấp nguồn lên và em sẽ vào ngay cái app ứng dụng là ứng dụng Wim Wim Home để các bác trải nghiệm luôn. Thì các bác sẽ nhìn thấy nó khá là thời thượng và xịn sò. Ở bên trên đây thì có những nút tinh chỉnh bấm tăng giảm âm lượng, play, stop đó, thì chúng ta có thể nhìn ở trên màn hình các bạn nhìn để thấy được. Còn bây giờ em sẽ kết nối nguồn lên và vào app cũng như trải nghiệm cho các bác cái sản phẩm Wim Mini này. Nói chung là đây là một cục thu Bluetooth, em nghĩ là nó sẽ là xu hướng sau này khi mà rất nhiều thiết bị ở trong nhà muốn nâng cấp trải nghiệm, tức là chúng ta đã dùng những bộ dàn mà chúng ta nghe vẫn hay, nhưng mà cái nhạc số chúng ta cảm thấy là nó không có quá nhiều cái thiết bị nghe nhạc số để chúng ta trải nghiệm, thì cái thiết bị Wim Mini này nó sẽ phục vụ điều đấy. Giống như là chúng ta muốn trong bộ dàn đã cũ kỹ, bộ dàn cổ, dàn trung của bác, dàn đại, mà chúng ta muốn nghe nhạc số ở trên YouTube hay là trên các nền tảng nhạc số Spotify với mức giá khoảng 2 triệu 6 như thế này, là các bác đã có đầy đủ một bộ phụ kiện, đầy đủ các thiết bị rồi. Và Wim Audio là một thương hiệu nội địa Trung Quốc hàng đầu ở Trung Quốc, với việc hợp tác với Google và Apple để cho phép các cái sản phẩm của họ được can thiệp vào qua cái giao tiếp AirPlay. Thì đây là một cái điều mà cũng gọi là hoàn toàn xịn sò, không phải đơn giản để có thể dùng AirPlay đâu. AirPlay phải được Apple cho phép, và Wim Audio là thương hiệu khá là xịn sò ở Trung Quốc đấy. Ok, bây giờ thì khi các bác cắm lên thì các bác sẽ thấy là gì, ở đây có đèn sáng nhé. Đèn sáng, bây giờ em sẽ dùng điện thoại để em vào em kết nối cái ứng dụng Wim Home luôn. Ở đây thì các bác chờ một chút, em sẽ vào luôn. Tải ứng dụng Wim Home về và các bác add cái device, tức là add tìm sản phẩm mới cho em, thì nó sẽ tìm cái sản phẩm. Sau đó thì các bác nhìn thấy đây, ở đây sẽ thấy luôn cái Wim Mini này. Các bác chọn setup này. Đấy. Setup và chúng ta làm theo hướng dẫn đơn giản thôi. Đây em cắm luôn, em đang cắm sẵn rồi. Và bác bấm next cho em. Em chọn ở đây là optical out hay là em đang dùng là AUX out đúng không?
Tức là các bác chọn đầu ra là optical hay là AUX thì các bác chọn, em đang chọn là AUX out, em cắm vào dây là dây AUX này, số dưới âm ly. Thì các bác có thể lựa chọn tùy các bác nhé, cắm đường nào cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ set cho nó wifi. Set wifi cho nó. Ở đây các bác sẽ nhìn thấy là chúng ta có một cái mật khẩu là như em là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đi. Đấy. Thì bây giờ thì nó sẽ bắt đầu đồng bộ wifi. Đây, thì em mật khẩu wifi tầng 2. Ok. Mật khẩu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó sẽ đồng bộ wifi mà chúng ta có thể điều khiển qua app trên ứng dụng Wim Home này. Rất là dễ dàng sử dụng. Tức là chúng ta muốn nghe qua đường 3.5 thì các bác sẽ cài trên đường 3.5. Các bác muốn nghe ở đường cổng quang thì các bác sẽ cài trên cổng quang. Và để cố định như vậy. Đây, đã xong rồi. Đấy, các bác nghe thấy không? Loa nhà em đã kêu và bây giờ thì nó đang check và update cái firmware ở trên phần mềm cho cái cục này. Đó, đang update phần mềm. Các bác chờ một chút, chúng ta sẽ không nhớ là không rút nguồn ra khi mà đang update. Bây giờ thì thiết bị đang update và download cái phần mềm ở trên cục thu Fast Stream Wim Mini này. Đó, các bác chờ khi nào nó xong mà các bác sẽ trải nghiệm và các bác chơi nhạc cũng như nghe nhạc. Đây, rất là nhanh. Nói chung là chúng em nghĩ khoảng đâu đó khoảng 1 phút thôi là xong thôi. Khá là nhanh. Đó, đây là ứng dụng Wim Home. Thì ở trên ứng dụng này sẽ rất nhiều thứ các bác trải nghiệm. Các bác có thể sử dụng chỉnh EQ, chọn các chế độ nghe rồi vô vàn mọi thứ. Các bác vào Spotify nghe nhạc trên đó, các bác có thể nó sẽ quản lý mọi cái ứng dụng nghe nhạc cho các bác trên đó rất tiện lợi mà không cần phải quá nhiều thao tác, mà chỉ một chiếc điện thoại thôi. Nâng cấp cực kỳ nhiều về trải nghiệm luôn. Và gần như là những cục thu Bluetooth ở thị trường giá hơn 1 triệu là không làm được. Cái này thì chúng ta gọi là giá cũng tương đối rẻ so với thiết bị khác, là khá là rẻ mà có thể chơi được qua AirPlay cũng như là chơi qua cái nhạc trực tuyến luôn. À vâng, ở đây thì em vừa mới update xong firmware cho cái cục WimArm này, thì các bác sẽ bấm đăng nhé. Đấy thì các bác nó sẽ chọn, chúng ta chọn tên phòng. Thì thôi em kệ đi, em không chọn phòng, em để next đi, kệ đi. Nó có remote, chúng ta có thể lựa chọn remote và điều khiển ở trên cái cục WimArm này. Thì các bác chờ một chút em sẽ lấy cái remote để em gì à, xin lỗi bác là cái thiết bị này nó không có cái remote, remote là chỉ có ở trên cái dòng WimArm mình có thôi, còn cái cục WimMini thì không có remote, em sẽ bỏ qua luôn. Skip luôn. Ok. Nó đang hỏi cái gì đây? Có muốn tìm loa xung quanh không? Thì cái này có lẽ là wow, test loa đấy, nó sẽ double test loa đấy. Ok. Ok. Đăng không nhá. Ok. Đây chính là giao diện của cái ứng dụng Wim Home khi mà chúng ta vào ở trong cái sản phẩm này. Thì các bác muốn nghe nhạc ở trên ứng dụng này cũng tương tự thôi, các bác có thể sử dụng là vuốt lên như này. Có rất nhiều cái ứng dụng như là Amazon Alexa này, Amazon Music này, tức là ở đây nó có thể điều khiển có giọng nói nữa. Ở phía này còn có mic nhỏ nhỏ này, tiếng đây chính là vị trí thu mic, các bác có thể setup điều khiển giọng nói. Hoặc là các bác sẽ nghe nhạc qua trực tiếp qua các cái tài khoản trên các ứng dụng này như Qbert hay là Spotify, Tidal, rất nhiều. Qua nghe nhạc qua Bluetooth hay AUX. Thì ở đây em đang cài thiết bị này nghe qua bằng AUX, còn các bác nào dùng cổng quang các sẽ cài đặt qua cổng quang. Thì chúng ta setup lại. Ngoài ra các bác có thể chỉnh được bát chép ở trên từng cái bài hát luôn, thì chúng ta có thể vào trực tiếp phần bên trong để chỉnh bát chép. Thì ở đây này, đây ở phần 3 chấm là khi mà nghe nhạc ở phần mục 3 chấm nó sẽ chỉnh bát chép ở trong này. Rất nhiều. Nói chung là khá là đầy đủ cho các bác. Thì ở đây này, các bác em đang nghe là đường out, AUX out. Còn các bác muốn nghe là optical out thì các bác chọn. Các bác muốn nghe Bluetooth out tùy các bác lựa chọn cái đường out ra. Và em không nghĩ được với khoảng 2 triệu 6 mà các bác được chúng ta được quá nhiều thứ. Ở trong này là phần cài đặt và đặc biệt là gì, nó có thêm cái phần rất là hay, nó phần user manual, tức là các bác muốn đọc hướng dẫn ấy, nếu mà mất quyển sách hướng dẫn này thì các bác chỉ cần chọn cái tên thiết bị như là Wim Mini đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta luôn cái phần là cái phần hướng dẫn luôn tương tự với như giống như quyển sách này, và các bác đọc được luôn, rất là tiện các bác, cực kỳ hay luôn. Đấy, nói chung là có nhiều thứ để chúng ta vọc lắm, nhiều thứ cực kỳ. Hoặc là AirPlay ở đây, các bác chọn là AirPlay và chọn vào Wim Mini để AirPlay sẽ nhạc sang, và có thể vào YouTube để nghe nhạc rất tiện, stream nhạc. Nói chung là cục này thì em nghĩ là giá quá dễ dàng tiếp cận, qua YouTube là nghe thôi. Đấy, thì đó chính là cái tác dụng của và trải nghiệm trên cái chiếc Wim Mini với mức giá khoảng dưới 3 triệu là 2 triệu 6. Và đó là những cái phần giới thiệu cũng như review. Bạn nào quan tâm cái alo hotline 0964801493 để mua hàng. Và ngay sau đây em sẽ gửi tới các bác bản test nhạc trên cái cục Wim Mini này với chiếc âm ly JBL nhà em, với bộ đôi loa nhà em.
Hy vọng là bác sẽ có trải nghiệm âm thanh rất tuyệt vời trên thiết bị này. Và em khẳng định đây là sản phẩm rất đáng sở hữu và để nâng cấp rất nhiều bộ dàn trong nhà của bác mà không phải bỏ quá nhiều tiền, không phải bỏ tiền trục. Chỉ 2-3 triệu thôi là bác đã có một cái sản phẩm nghe nhạc nâng cấp, nghe nhạc ở trực tuyến ngon lành và chơi nhạc stream tiện lợi rồi. Nghe nhạc trên YouTube, nghe nhạc trên Spotify, trên Tidal rất dễ dàng. Và đặc biệt là gì, có thể hiệu chỉnh tính năng cũng như điều khiển qua giọng nói và hẹn giờ mở nhạc tắt nhạc được các nhá. Qua điều khiển giọng nói rất tiện lợi. Ở trên này có mic để thu phát, không phải thêm thiết bị trung gian nữa. Ok, và ngay sau đây mời bác cùng lắng nghe test nhạc trên cái cục thiết bị Wim Mini này. Chia ly.
chợt bâng khuâng khi thu về để trời làm mưa gió. Em từ xa vắng vẻ